Và đây là cái cọng này nè, đây là cọng nè, mình kẹp vô luôn nha. Đó, đó anh em thấy nó chấp không? Rồi như giờ mình đã gấp thành công một cái mạch đèn chớp đã 2-3 bóng nha anh em. Chào các bạn đến với kênh sáng tạo đi về xe 2 của mình. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn gắp một cái mạch chớp đa hài gượt đuổi nhau loại 3 bóng nha các bạn. Đó thì ở đây là mình có một số linh kiện nha. Ở đây mình dùng ba cái con chăn xe to, chăn xe to loại 1815 nha các bạn. Đây. Để mình cho nó lấy nét cái các bạn. Đó. Là 1815 nha các bạn. Thì đây mình dùng ba con ha. Chứ mình dùng ba con tụ loại tụ 50V 10mm nha các bạn. Đây 50V 10mm. Đó mình dùng ba con nha các bạn. Đó. Với ba cây điện trở, ba cây điện trở 2,2 kg. Đó đây mình có ba cây điện trở 2,2 kg nha các bạn. Đó. Chứ đúng ra là mình dùng ba cây điện trở 100 kg nha, ba con. Nhưng mà mình hết cái con điện trở 100 kg rồi. Nên mình dùng cái con 220 kg, mình đấu song song lại các bạn. Mình đấu song song hai con lại thành một con. Đó, như vậy là nó còn lại là 110 kg nha các bạn. Thì 108-110 kg là xài ok nha. Đúng ra là mình dùng cái con điện trở 100 kg, một con một duy nhất. Đó, một con một duy nhất là mà mỗi một chàng là một con. Ba vàng bóng của nó là ba con. Đó, nhưng mà mình ở đây mình hết nên mình dùng là 6 con 220 kg nha các bạn. Đó, mình đấu lại này nè, đấu hai con thành một con, tạo ra là còn lại ba con nha các bạn. Đó, thì giờ mình đấu sẵn vậy luôn nè các bạn. Đó, con này 220 kg nha. Đây. Thì hôm nay mình chia sẻ cho anh em gắp một cái mạch loại đa hài ba bóng gượt đuổi nhau. Thì để anh em chơi Tết rồi nha anh em. Anh em có chơi Tết rồi anh em gắp mạch đèn chớp rồi đó. Rồi cho nó tạo ra một cái dây đèn chớp rồi cho nó đẹp đẽ sáng nhà sáng cửa. Thì anh em cứ làm theo mẫu này nha. Rồi bây giờ mình tiến hành mình làm nha anh em. Bây giờ là mình chuẩn bị mình lắp vô cái dĩa trắng này nha. Rồi trước tiên là anh em gạt mấy cái con linh kiện này xuống ha. Rồi chúng ta bẻ cái chân lên, bẻ cái chân của con 1815 lên nha các bạn. Đây cái con chân con 1815 thì chúng ta bẻ lên. Đó. Bẻ chân lên, rồi cái chân ở đây chúng ta bẻ xuống nha. Đó. Ba chân thì chúng ta cứ bẻ như vậy nha các bạn. Đó. Xong rồi mình sẽ dán vô đây nha. Đây mình chấm dán ở đây. Đó. Dán vô để cho nó cố định đó các bạn. Thì đúng ra không dán cũng được, nhưng mà mình muốn dán để cho nó chắc cú, chúng ta hàng nó khỏi chạy tới chạy lui. Đó các bạn, thì con này con C1815 nha các bạn. Đó, chúng ta dán con thứ hai. Rồi kế tiếp là con thứ ba nha các bạn. Đây. Thì ba con thì chúng ta cứ dán y gan vậy luôn nha. Đó các bạn, đây ba con, đây là ba con C1815 nha. Đó mình cho nó dạ ra để cho các bạn thấy. Đó. Rồi kế tiếp mình lấy cái cọng dây đồng các bạn, là hàng thẳng một đường vậy nha. Đây chúng ta cắt một cọng dây nha, cọng dây đồng. Mà mình hàng vô luôn đi, mình cắt cho nó dễ các bạn, vì dễ cầm hơn, chứ còn nếu mà mình cắt trước á thì nó khi hàng vô cầm nó nóng nha. Mình để gì mình hàng đi cho nó dễ. Đây bây giờ chúng ta cứ tẩm chì vô nha các bạn. Đó, tẩm chì vô ba chân rồi chúng ta cứ hàng vô nha. Đây cái loại mạch đèn chớp đa hài ba bóng này nó rất là đơn giản các bạn. Thì mình chia sẻ trên đây thì anh em nào xem thì cũng làm được nha. Đó thì rất là đơn giản luôn đây các bạn. Rồi xong thì mình tiến hành mình cắt nó ra nha các bạn. Đó cắt nó ra rồi kế tiếp ở đây á thì mình chuẩn bị mình hàng cái bóng đèn vô nha các bạn. Thì ở đây á là mình chia sẻ cho các bạn thì mình gáp ở đây là ba bóng thôi. Rồi sau này anh em có gáp một dây đèn gì đó thì cái đó thì tùy anh em nha. Anh em muốn gắp một cái dây đèn á, thì một dây của nó là 10 bóng hay 20 bóng hay 30 bóng gì đó rồi chúng ta mắc nối tiếp nhau đó, rồi để
ở mắt song song nhau, rồi chúng ta tạo ra một cái đường chạy cho nó cũng vẫn được anh em. Đó thì ở đây mình chủ yếu mình chế để anh em xem thôi. Thì ở đây anh em lưu ý nè, bóng đèn này thì ở đây mình cắt ra cho nó gọn thôi nha. Thì anh em lưu ý ha, ở cái bóng đèn này nó có cái đây, cho lấy nét cái đây, nó có một cái bảng bảng bự này nè, bảng bự này là cực âm nha. Bảng bự này là bên cái cực trừ á, còn cái bảng mà nhỏ này nè là bên cực cộng ha. Thì bây giờ mình cho nó vô cái bảng bự đó nè, cho nó vô cái đường dây đồng này nha. Đó, mình bẻ ra, bẻ chân ra. Đây, rồi mình tẩm chì vô nè. Thì ở đây mình lấy ba bóng đèn để mình hàn vô cho anh em xem. Đó, một chân ha. Rồi cái chân này chúng ta hàn vô cái chân giữa của cái con 1815 nha anh em. Đó, chân cộng thì chúng ta hàn vô chân giữa nha. Hay để mình cho nó xích ở đây chút xíu rồi mình cắt nó luôn. Đó nè, đây mình cho anh em xem rõ nha. Đó, cái bảng cực bự nè. Đó, cái bảng mà cực bự là bên cực trừ đó anh em. Là chúng ta hàng ở bên cái dây đồng đỏ này ha. Rồi kế tiếp cái bóng thứ hai thì chúng ta cũng cứ hàng vậy nha anh em. Đó, chúng ta tẩm chì vô, chúng ta cứ hàn vô vậy nha. Đây, cho đứng lên. Đây nè, đó, ngon lành ha. Rồi kế tiếp bóng thứ ba nha. Thì cái này á, mình quay phim mình làm chậm rãi để anh em xem, để anh em có thể nhìn theo mà làm được nha, nên mình không có làm nhanh nha anh em. Đó thì anh em xem clip thì chịu khó xem nó hơi lâu thì mình chút xíu nha, nó hơi mất thời gian tí, nhưng mà ngược lại anh em làm thì chắc cú 100% là làm thành công nha. Tỷ lệ thành công của anh em làm là chắc chắn là 100% nếu anh em làm đúng theo cái phương thức của mình chỉ nha. Mình chỉ ở đây thì mình chỉ rất là dễ hiểu luôn đó. Đó, anh em cứ coi theo đó mà anh em làm theo thôi ha. Linh kiện thì anh em làm đúng chỉ số ha. Rồi còn bóng đèn thì anh em hàng đúng cái chân là nó cháy ngon lành ha anh em. Đó, rồi đây, rồi đó anh em. Đó, anh em nhớ kỹ nha, cái bảng bự ở trong cái đầu bóng đèn led á thì anh em hàng qua phía chân đồng này nha, còn cái đầu nhỏ nè, cái đầu nhỏ chúng ta hàng vô cái chân giữa của cái con C1815 ha anh em. Rồi bây giờ mình chuẩn bị mình cho cái bóng đèn này đứng lên đi ha. Đó, đó cho ba bóng này đứng lên. Anh em hàng thêm bóng đèn nữa vẫn được nha, anh em tùy theo cái công suất của anh em xài. Thì anh em nếu mà hàng thêm bóng đèn thì anh em xài cái con này to chút xíu, hoặc là anh em nhập hai con ha. Rồi bây giờ kế tiếp á, là mình hàng cái con điện trở vô anh em. Cái con điện trở mình dùng ba cái con 2,2 nha anh em. 2,2 này mình hàng cái chân giữa ra đây nha. Đó, hàng chân giữa ra vậy ha. Rồi mình cắt bớt lại nha anh em. Đây, mình có làm thêm một cái kênh mới anh em, cái kênh Hoàng Tiến Vlog nha anh em. Thì Hoàng Tiến Vlog thì mình mới đề xuất qua bên cái phần cộng đồng á, thì anh em có vô coi và đăng ký ủng hộ cái kênh đó giùm mình nha. Cái kênh đó mình mới làm ra để sau này mình cũng chia sẻ về kỹ thuật điện nữa đó anh em. Thì để cho những anh em mới vô coi, thì anh em cũ có coi có yêu thích mình đó thì qua đó ủng hộ cho mình một cái đăng ký nha anh em. Rồi đây, đó, đó hai con nha anh em. Rồi bây giờ mình hàng tiếp cái con thứ ba nha anh em. Đây là con thứ ba. Thì
Thì thời điểm này mình tập trung, mình gắng cố gắng mình làm YouTube nha anh em. Làm YouTube thì chủ yếu là mình tập trung, mình làm cái số lượng clip nó ra có số lượng clip đều đều để cho anh em xem. Sau này mình còn chế tạo ra những thứ, sáng tạo ra những cái về liên can về bên điện đó anh em. Đó, thì có nào mình biết thì mình cứ chia sẻ hết mình cho anh em luôn, anh em vô đó cứ xem đó. Rồi cái kênh Hoàng Tiến Vlog cũng vậy anh em, mình cũng chia sẻ về bên đó luôn nha anh em. Thì anh em cứ vô cái kênh Hoàng Tiến Vlog, anh em đăng ký ủng hộ nha. Nữa thì mình sẽ để cái hình của Hoàng Tiến, cái kênh mới của mình trên này ha anh em, vô đó xem anh em ủng hộ cho mình đó. Rồi bây giờ kế tiếp anh em, mình hàn thêm một cái dàn điện trở này anh em. Đây là cái điện trở này, là con này là con 220 kg, mình đấu song song lại thì nó chỉ còn có 110 kg thôi anh em. Thì đúng ra cái này là mình sử dụng là cái con 100 kg anh em, cái con 100 kg thôi, nhưng mà mình hết rồi nên mình dùng cái con 220 kg anh em. 220 kg mà mình phải đúc song song lại để cho nó còn lại là 110 kg á đó. Thì anh em sau này có làm thì kiếm mấy con 100 kg thôi nha, 100 kg là đúng bài của nó đó. Tại mình hết con 100 kg nên mình dùng cái con thay thế á. Tại vì mình tranh thủ mình làm clip cho anh em xem, mà nếu mà đi kiếm mua cái con kia con 100 kg nữa thì nó hơi mất thời gian quá, nên sẵn có mình làm luôn đó. Để có nhiều anh em mà không có con 100 kg thì anh em cũng cứ lấy hai con 220 kg nhập lại thành một đó, đấu song song lại gian mình vậy nè, là xài vô tư anh em đó. Thì sẵn đây mình chia sẻ luôn, thì anh em nào mà mai mốt có làm mà không có đúng linh kiện đó, thì mình có thể mình đấu song song được. Anh em đấu nối tiếp á, thì nó sẽ nói thêm, thí dụ con 220 kg anh em đấu nối tiếp á, thì nó ra 440 kg, còn anh em đấu song song lại thì nó chỉ còn có 110 kg thôi nha. Đây đó, rồi cái này cái miếng xốp mét này mình hàng mình không dám dựa sát chứ, dựa sát chứ sợ nó béo. Rồi xong, bây giờ tới cái con thứ ba nha. Thì anh em cứ hàng y găng mình ha, là làm bảo đảm cho thành công 100% nha anh em. Cái này là anh em nào thích đam mê sáng tạo chế tạo rồi đó, chế đèn chớp nọ chơi rồi đó, thì cứ vô cái kênh mình. Anh em xem nhớ nhấn nút đăng ký nha, nhấn nút đăng ký với nhấn hình cái chuông cho nó thông báo lên, để khi mà mình đăng cái clip mới lên đó, thì nó sẽ thông báo qua máy anh em, để anh em nhận được cái thông báo, anh em biết mình đăng clip mới vô coi liền ha. Có nhiều anh em á, mình thấy trong cái kênh mà nó có nhiều anh em vô coi mà không có nhấn nút đăng ký đó. Nó nhiều khi mình đăng cái clip mới lên anh em không có hay đó, không hay kịp nên không có vô, không có vô coi. Với lại có nhiều cái mình đăng mình bán hàng nữa đó nè, nhiều khi lâu lâu mình sưu tầm được ba cái đồ ngon ngon đó, mình bán đăng bán thì anh em không có đăng ký, anh em đâu có biết mình bán đâu. Rồi bây giờ mình hàng cái cọng dây đồng anh em, hàng cái cọng dây đồng một đường thẳng này luôn nha. Đây đây mình tẩm chì vô mấy cái chân này trước nha, mấy chân nguyên điện trở nè đó, tẩm chì vô một đường luôn anh em. Rồi bây giờ mình hàn cho nó một cọng dây đồng đi thẳng luôn nha. Đó mình hàn cho nó một cái mạch thẳng luôn. Bẻ lên nè, bẻ lên để cho nó dính đó. Đó rồi giờ chúng ta hàn vô luôn.
Đợt này mình làm miếng shop phô mét này nè, mình giá đây mình hàng á thì cái shop phô mét này nó không chịu nhiệt cao nha. Nên khi mà hàng á, nó nóng lên là nó bị quét với shop phô mét, nó cũng hơi dở. Đợt sau chắc mình làm giống miếng gỗ quá, bạn cho nó ngon á anh em. Đó. Rồi xong chúng ta đã gấp xong cái phần ở dưới này nha. Rồi kế tiếp á là ba con tụ này nè anh em. Đó, ba con tụ này. Thì chúng ta hàn ba con tụ vô nha. Thì anh em lưu ý cái này nha anh em. Thì cái con tụ này á thì nó có cái vạch này, vạch trắng nè anh em. Đây. Nó có cái vạch trắng này ha, dưới bên đây không có vạch nè. Thì anh em lưu ý nha, anh em lấy cái chân vạch trắng này nè anh em. Cái chân có vạch trắng này nè. Đó. Thì chúng ta hàn vô cái chân bìa của cái con chăn khi to 1815 này ha. Còn cái chân mà không có vạch trắng nè, chân này chân cộng nè, chúng ta hàn ở đây ha. Rồi bây giờ mình tiến hành làm luôn anh em. Đây. Đó, mình hàn vô vậy nè. Đó. Rồi, bây giờ mình hàn anh em. Mình hàn vô xong mình mới cắt nha. Hàn cho nó dễ, nhiều khi mình cắt nó bị hụt á. Đó, một chân. Hai chân. Rồi giờ mình cắt bớt anh em. Đó. Thì mình thí dụ đi, cái con C1815 này là con số 1, con này con số 2, con này con số 3 đi ha. Thì chúng ta lấy cái chân trắng của cái con tụ nè, đó. Cái chân bên có vạch trắng nè, chúng ta hàn vô chân bìa của con số 1 nè. Rồi cái chân mà không có vạch trắng á, cái chân bên đây á thì chúng ta hàn vô chân giữa của cái con chăn to số 2 ha. Đó. Đó anh em, hàng vô sao cho nó dính chắc chắn là được ha. Rồi kế tiếp cái con này cũng vậy nha anh em. Thì anh em lưu ý nha, cái mình hàng cái con 10 mi này á, cái con tụ 10 mi này vô á là chủ yếu mình muốn cho nó chớp hơi nhanh. Còn nếu anh em muốn cho chớp hơi chậm thì anh em đèn nó chớp hơi chậm hơn thì anh em xài cái con 100 mi đó. Còn nếu mà muốn chậm nữa thì xài cái con 220 mi, còn muốn chậm nữa thì xài cái con 470 mi ha. Đó. Còn cái số von thì anh em xài từ 16V đổ lên là được, ví dụ 50V hoặc 25V hoặc 16V là được, đừng có xài dưới thấp nữa nha, thấp nữa thì dễ hư con tụ nha anh em. Đó, bây giờ mình chia sẻ với anh em vậy ha. Rồi kế tiếp đây, cái con này cũng vậy anh em. Đây, thì cái chân bìa này mình hàn vô đây, còn chân này hàn đây ha. Mình canh mình cắt luôn cho rồi đi, nó dài nó cũng lòng thòng quá anh em ơi. Cắt bớt đi, rồi xong. Đây. Để mình hàn xong đi rồi mình sẽ đưa cận cảnh lên cho anh em xem cho nó chính xác nha anh em. Thì gáp mạch đèn chớp này thì nếu anh em chịu khó xem từ từ thì sẽ gáp được thôi, chứ coi đừng anh em đừng có xả nha. Coi mà bấm nút xả qua rồi hồi là không hiểu gì trơn á, tại vì những cái khúc quan trọng mình hàn vô anh em xả qua nó coi là nhiều khi nó thiếu sót anh em. Anh em nhớ qua ủng hộ cái kênh Hoàng Tiến Vlog của mình luôn nha. Cái kênh đó mình sẽ chia sẻ về bên điện luôn. Có nhiều cái bên đó mình có chia sẻ bên đó mà bên đây nhiều khi nó chưa có chia sẻ thì anh em qua bển coi cũng được ha. Rồi đây, tới cái con thứ ba nha anh em. Đây tới cái con tụ thứ ba này. Thì con tụ thứ ba này cũng vậy đó anh em. Thì chúng ta cũng hàng như vậy ha. Thì cái con tụ thứ ba này thì chúng ta hàng cái chân đây nè, cái chân có vạch trắng nè. Rồi anh em hàng như đây ha. Đây mình hàng có vạch trắng này, còn cái chân này chúng ta hàng vòng quanh đây nha. Hàng vòng qua cái con đó. Hàng vòng qua con số 1 là nha anh em. Đó, xong. Cho nó miếng keo đi, cho nó dính ở đây, cho nó bám cho tốt chút. Rồi, bây giờ cái con còn cái chân bên đây. Chân bên đây thì anh em hàng vòng qua đây nha anh em. Hàng vòng lại cái con số 1 này nha. Để mình kiếm cái khúc dây điện mình hàng vòng qua nha. Thôi, mình lấy cái khúc này luôn đi. Đó, khúc này nè anh em. Đây mình hàng vòng qua đây nè. Cho đi vòng. Rồi đây bây giờ mình hàn vô nè.
Đó. Rồi đó nè, dính không mà thấy hiu hiu quá vậy. Mình thấy nó hiu hiu quá để mình chỉnh lại cái này mới. Rồi xong nghe anh em. Đó, thì mình đã hàn xong một cái mạch để chúng ta tạo một cái mạch đèn chớp đa hài chạy chạy ba bóng nha. Rồi bây giờ mình quay sơ một cái nghe anh em. Thì anh em lưu ý nè, đó. Thì chúng ta ở đây là nó có một cái vàng ở đây, đó, vàng chân ở đây nha. Vàng chân ở đây thì chúng ta hàn liền nè, cái chân con số 1 con trang to chúng ta hàn ở đây, con số 2 cũng vậy, con số 3 cũng vậy nha. Còn ở trên địa chân giữa đây thì chúng ta cho vô cái chân bóng đèn, chân bóng đèn là chân cộng nha anh em. Đó, tụ thì anh em hàng cái mặt trắng này nha, mặt trắng là vô chân bìa này nha anh em. Rồi bây giờ mình lấy cái cộng dây điện mình hàng vô nha anh em. Thì cái chân này là cái chân trang chủ bóng đèn này, là chân này nè, mình hàng vô cái chân trừ nha. Đây chân trừ đó, hàng vô chân trừ. Còn cái chân dưới đây nè, chúng ta hàn vô cái chân cộng nha anh em. Cộng 12V á, thì chúng ta cấp điện 12V vô nha. Đó, rồi đó xong rồi đó nè. Rồi như vậy là mình đã gắp xong một cái mạch đa hài chạy 3 bóng nha. Rồi bây giờ mình test thử luôn nha anh em. Đây là cục pin nha. Bên này 12V nha anh em. Đó. Thì mình kẹp vô thử luôn nè. Đây mình kẹp vô cái trừ trước nè anh em. Đây cái trừ nè ha. Đó, đây là. Rồi đây là cái cộng này nè. À. Đây là cộng nè, mình kẹp vô luôn nha. Đó. Đó anh em thấy nó chớp không? Rồi như vậy mình đã gắp thành công một cái mạch đèn chớp đã 2-3 bóng nha anh em. Đó. Anh em nếu mà anh em muốn chớp chậm hơn thì anh em thay cái tụ này thành cái tụ 100mm, hoặc là nếu mà mình muốn chậm nữa thì thay 220mm. Còn muốn chậm nữa thì thay 470mm ha. Đó, còn anh em mà muốn nhanh hơn thì anh em muốn chớp gì mà cảm thấy nó chớp chưa đủ nhanh thì anh em muốn thay nhanh hơn thì anh em thay cái tụ là 4,7mm nha. Cái này là 10mm thì chúng ta thay cái tụ 4,7mm là nó chớp nhanh hơn. Đó. Thì nhanh chậm là ăn thua anh em thay mấy cái tụ này thôi nha, chỉ đơn giản vậy thôi nha anh em. Đó. Còn nếu mà bóng anh em muốn nhiều bóng thì anh em đấu song song với nó ha, đấu song song ra, đấu song song ra thêm. Đó. Thì chúng ta có thể là chúng ta tạo ra thành một cái dây đèn chớp dẫn đường. Đó. Rồi mình chia sẻ cho anh em gắp một cái mạch đèn chớp chạy đa hài ba bóng rượt đuổi nhau thì tới đây là xong. Thì anh em nào xem kênh mình nếu mà có yêu mến mình thì nhớ nhấn cái nút đăng ký và nhấn cái chuông để cho nó rung lên để mình đăng clip mới lên anh em nhận được anh em vô xem sớm hơn nha anh em. Rồi thôi xin chào tạm biệt anh em nha.